Bây giờ để hiểu chuyện lãnh đạo nhé, thì tôi nói một ví dụ. Khái niệm marketing, nó có 20 khái niệm marketing. Thì cái thằng nó làm sao mà có được khái niệm lãnh đạo? Rủi ro, nó có 5 khái niệm về rủi ro. Tùy theo cách anh tiếp cận, nhưng cái quan trọng nhất là tùy cái thời kỳ, nhận thức của con người. Vậy thì cái thằng thầy ở Đại học Quốc gia này, nó mang cái thời kỳ nào mà nó dạy chỉ khái được khái niệm lãnh đạo đấy. Các chị thấy TV nó cứ nói chuyện tín dụng, có gì không? Nhưng tín dụng là cái gì? Tín dụng là cho vay, đó là khái niệm tầm bậy nhất trong mọi cái tầm bậy. Cho nên cái nhận thức ban đầu nó chặt thì nó chặt đấy. Mọi nghiên cứu là vô nghĩa. Cho nên khoa học tự nhiên là khoa học của định lý. Nó nắm hết định lý thì nó sẽ tạo ra Einstein. Mà chưa có định lý thì nó tạo ra một định lý mới, thì thành Ngô Bảo Châu, một Bồ Đề. Mà khoa học xã hội là khoa học của khái niệm. Mà cái dân Việt Nam cái gì cũng biết mà không biết cái gì, là vì cái gì không đi từ gốc. Cái khái niệm tín dụng nó có hai khái niệm. Xét về hình thức ấy, cái biểu hiện bên ngoài ấy, nó là cho vay. Nhưng mà cái lõi bản chất ấy, nó là lòng tin. Thế bây giờ cái niệm khởi nghiệp là cái gì? Khởi nghiệp là bắt đầu. Khởi nghiệp nó chính là lập. Lập cho tao một cái. Mà khởi nghiệp có thể là khởi nghĩa. Thì tôi nói một loạt cái vậy như vậy. Thì các anh chị mới thấy, nói lại đụng chạm, người Bắc thích chơi từ, nhưng rất tiếc lại không hiểu từ. Tình yêu là cái gì? Làm tình nghĩa lắm. Tình yêu nếu xét ở góc độ chung, cái gì ạ? Nó tình yêu nó chính là chữ ham. Cái gì ạ? Ham về thể xác, ham về tâm hồn. Nếu tôi định nghĩa tách biệt ra thì nó thành những câu châm ngôn tình yêu nổi tiếng của Hy Lạp. Ham về trí tuệ, gái ham tài. Nhưng mà trong thực tế tôi thấy đích phải gái ham đẹp trai, ham bú gì. Nếu tôi định nghĩa ra thì sao? Không, gái ngu lắm, gái ham cảm xúc. Chỉ thích mấy thằng đầu bóng mượt, nói năng lịch sự, kiến thức thì dốc tích, thể xác thì vớ vẩn, mà về gà lăng bà về hòa, thế là tạo được tình yêu. Thế các thằng bảo không, tình yêu là tiền, có tiền thì tự nhiên mua được tình yêu luôn. Thế tóm lại tình yêu là cái mẹ gì? Cho nên mỗi ông nói một cái, xong thằng nào vỡ trận rồi kêu không. Bản chất tình yêu là bản chất của nó, cái gì là một sự sai lầm. Khi hết sai lầm thì tình yêu chấm dứt. Lúc yêu là điển hình của sai lầm, và sai lầm thì người ta mới yêu, và yêu chính là sai lầm. Vậy thì bây giờ khái niệm lãnh đạo thế nào nhỉ? Vậy thì ý tại sao mà mới vào tôi chơi một chùm thế này? Các chị thích tôi chơi một chùm nữa chứ các chị còn. Tất cả cái giỏi của thằng Lê Thẩm Dương nó ăn ở cái chỗ này. Bao giờ cái chỉ ý thức được điều này? Ta nói một từ phải hiểu đến một từ. Cho nên người ta học là người ta học bằng từ điển, người ta không học bằng sách khoa. Cái chỉ nắm hết khái niệm thì cái chỉ không còn gì để học. Đấy là châm ngôn. Đằng này cứ đâm đầu vào thầy nọ với thầy kia thì ngoài một từ không nắm được thì mọi chuyện là vô nghĩa. Khi bạn ý thức được điều đó thì bạn bắt đầu mới cắm đầu bạn học, đúng không? Vậy thì lãnh đạo là cái gì chứ? Kết quả là cãi nhau cả buổi sáng. Thế nào là người tài? Tôi đố định nghĩa được. Nhưng mà ít ra người ta cũng nói được đặc trưng của nó. Thế tôi bới ra thì cái chị mới thấy quá là giỏi lắm, mà thực ra có biết cái mặt kêu giỏi. Mấy ngày hôm nay báo chí cứ suốt ngày mua nợ. Mua nợ là cái gì? Nói chặt lắm. Cho nên cái luận án tiến sĩ của thằng đệ tử tôi vừa hướng dẫn xong, là tôi bắt nó viết về đề tài này.
thành lập thị trường mua bán nợ tại Việt Nam. Vậy thì tôi là Thường Dương, tôi cho Tầm Thảo nó nợ tiền tôi, đến ngày nó không trả chứ gì, mà tôi còn bao nhiêu việc. Vậy thì khó khăn của Thường Dương là cơ hội làm ăn của thằng khác. Tất cả làm ăn là thế thôi mà. Thôi bây giờ để bố mới kết thúc, bố cho thằng C nó nợ rồi bố chiến đấu ấy. Còn thằng nó bị đòi dùng tao cả. Em thì cái thằng mà nó đứng ra nó muốn nợ nó thành lập công ty, thì công ty này có chức năng này: một là đòi dùng, hai là quản lý dùng. Các bạn à, ba mày thu dùng tao cho mày chiết khấu, bốn là tao bán đứt cho mày. Cho nên một cái tập đoàn nó có bốn chức năng này. Mày đi nước ngoài thế mày để nợ ở nhà tao quản lý cho, còn bây giờ tao không quản lý, riêng khấu đòi tao đòi cho, mày cho tao tìm. Bây giờ là không đòi, em mua đứt của anh cho tao Thảo nợ là 100, anh bán lại cho em 20, anh đành phải chấp nhận mất 80. Thì mua nợ là cái phần mà mất đau đớn nhất, nhưng mà tôi sẵn sàng cho bằng không còn được không, thì vì dính với thằng chó này nó trả nợ nó còn chém mình ấy. Thì nó tạo nên một cái thị trường mênh mông khe hở của khách hàng là thu nợ không được. Vậy thì cái tổ chức mua nợ chúng ta dịch sai hoàn toàn. Và tổ chức này nó bốn chức năng, mà bốn chức năng thì gọi tên là gì? Gọi là công ty thu nợ dùng, gọi là công ty mua nợ, gọi là công ty đòi. Thế nên nhiều công ty của mình nó đành phải dùng đến thuật ngữ tiếng Anh cái gì ạ, chứ không phải là sinh tử không giải được. Thì cái tập đoàn này gọi là tập đoàn factoring cái gì ạ, nếu các chị nghe tên. Cho nên có thằng nào hiểu mua nợ được. Thế là vừa có một thời kỳ là mở mồm ra là chiết khấu, có thời kỳ cứ mở mồm ra là đa chức năng, nó có hiểu cái này. Còn những ngày hôm nay mở mồm ra để chứng tỏ với gái em là dân thời thượng, mở mồm ra là mua nợ, có hiểu cái này gì đâu phải mua nợ. Ở đường cùng bất đắc dĩ bố mày mới bán nợ, vì thằng mua nợ nó luôn sạch vì rủi ro cao lắm. Thì tôi bới cho các chị vài cái khái niệm từ tình yêu, hôn nhân, người tài. Các chị ạ, thì bây giờ mới giữ người tài. Không thằng nào hiểu khái niệm giữ người tài trong 4.0 cả. Cái là tốt nó mở ra thế này, cái độ hấp dẫn nó tính theo từng giây. Mày giữ thế nào được? Cái thứ hai giữ được có nên giữ không? Vậy khái niệm giữ người tài là gì? Các chị ạ, là tao bóc lột mày nhiều nhất có thể cho cái buổi này. Không đuổi nó cũng đi cơ mà. Chứ giữ người tài đâu phải giữ là theo khái niệm thời gian, đích hiểu gì cả. Thế tôi bảo với thằng đệ tôi, mày cứ tìm giải thích bằng được tại sao thằng Dương nổi tiếng thì tự khắc mày thành công. Người ta nghiên cứu quá trình chứ người ta không nghiên cứu kết quả tại sao thằng Dương nổi tiếng. Có thế không? Đằng này kia ông người cũng bình thường, ông nói được tao nói được, mày đến mày nói. Mày khái niệm cũng không xong được, mày đặt. Thì nhân tiện cái chữ lãnh đạo các chị học rồi thì tôi mới lân sang chuyện khác để hiểu một vấn đề nó không dễ. Vậy thì bớt cái mồm lại, khi không nhận thức được mà cứ sủa thế thì người đối diện người ta hiểu, người ta khinh lắm ấy. Cho nên là mày đừng nói tao ngỡ ngỡ đi mẹ, nhớ mày biết cái gì thì tao còn tôn trọng mày. Chứ còn đến lúc mà mày nói xong tao hết tôn trọng rồi, vì sự vật nó không dễ đâu. Mà thằng nói thì đinh ninh là mình hiểu và chắc chắn là như vậy. Thực ra là cậu cảm xúc chứ không phải. Đúng chưa? Đấy. Bây giờ triển khai cái này hết buổi sáng. Đúng khái niệm nào là chặt khái niệm đó. Cho nên là ngoài Bắc này nó bị hiện tượng là lạm phát ngôn từ trước khi nói đến chuyện lạm phát tiền tệ. Vậy thì ở đây nó tương tự. Đúng không? Và các chị thấy các anh chị nói nhiều với để người ta tôn trọng, cái gì mất nhiều hơn thì các anh chị cần cẩn thận nhé. Thì có mỗi cái chữ là khái niệm lãnh đạo để các anh chị nhận thức được, đã nói phải hiểu, hiểu rồi thì làm nó mới nó chuẩn. Nhưng mà trước khi chuẩn các anh chị hiểu rồi thì các anh chị phải yêu nó, trước khi yêu nó
Các chị hiểu rồi thì các chị mới học. Để tóm lại ý tôi muốn nói được là các chị không học thành công, còn các chị không học vì nó lấy hiểu, thế thôi. Vậy thì cắt ngang cái thì lãnh đạo là cái gì? Để rút được cái chữ này thì cho tôi một cái dài dòng một tí nào. Hoa thị số 1, trước khi chúng ta rút chữ lãnh đạo, xong các chị mới thấy vợ chồng đánh nhau, con cái mất dạy, hù dọa nhau, nhìn thấy thằng sếp đái ra quần. Học xong tôi muốn các chị ứng dụng, thằng sếp nhìn các chị đái ra quần, tôi cần điều đó và chắc chắn tôi đang làm được điều đó. Làm thì có chuyện, làm này khoe thì em ở ekip mới xem sếp quý em không? Cái câu đó phải thở ra từ lỗ mồm thằng sếp mới đúng. Thằng sếp nói với thằng phó tổng, thằng Hoàng là quý ta, đó là hạnh phúc của đời ta, thì thằng Hoàng thành công. Ta cần mẹ gì mày quý? Mẹ nó cách nghĩ thì tầm mà nghĩ hẹp hòi. Thế là được sếp quý là tưng tưng ấy. Bán cả vợ cả con đi nhậu với nó đi trả tiền cho mày là cái này. Con tôi mà thì ta đặt chết, ta đẻ mày ra, mày để hầu thì đói nhé. Quý nó thế bạn ấy. Mày là người, tao là người. Tại sao tôi phải nghe một cách tự nhiên? Nếu ở trong quy chế của tổ chức thì tôi chấp nhận. Nhưng ra bạn nhau thì sẽ đến. Sẽ là cái này. Mà nếu tôi là sếp, tôi không bao giờ cho tôi lính tôi nó nói câu đó cả. Thế mới cao thủ nhỉ? Vậy thì bây giờ trước khi hút được thì các chị cho tôi một cái trải 1900 đến 1930. Trước thời gian đó, con người lông lá, chúng ta không tính. Vì lúc này cạnh tranh bắt đầu và người ta phải ý thức được cái thằng cầm đầu. Vì trước đó người ta chỉ quan sát được con hổ đầu đàn với con mèo đầu đàn. Còn bây giờ cạnh tranh mà cái thằng đầu đàn mà không ra thằng đầu đàn là bỏ. Cho nên người ta nói lệ thuộc thằng đầu đàn. Vậy thằng đầu đàn như thế nào thì thành công? Thì lúc ấy người ta quan niệm lãnh đạo là thế này này. Phải chưa? Đó là khả năng. Lúc đó nó quan điểm và nó làm đúng như thế. Chứ các bộ phim các bạn hiểu thì các bạn thấy nó thú vị. Khi mình đặt mình ở thời gian đó, khả năng kiểm soát người khác. Bởi vì lúc này không làm được điều đó, cả 100 người này thì chẳng ra được cái gì cả. Thấy chưa? Kiểm soát người khác với một mệnh đề định nghĩa như sau. Lãnh đạo là khả năng áp đặt ý chí của mình. Chơi thô bạo luôn. Mày chỉ là con vật, mày khác con vật là mày đi hai chân. Khả năng áp đặt ý chí của mình lên người được dẫn dắt. Bây giờ mày làm thế nào áp đặt bất chấp tâm hồn, bất chấp thể xác lên kẻ mà mình dẫn dắt, khiến họ phải vâng phục, phải kính trọng, phải hợp tác. Mình muốn làm thế nào vậy này? Cho nên nó thiên về cái khả năng áp đặt. Tập đổi nón cao bồi, tập cưỡi ngựa, xong tập cầm cái roi tập hút. Mày đi lao động, bố mày xích cho mỗi thằng cách nhau 1 mét một cái sợi xích to cổ tay mà cũng mày chạy. Mày chỉ có một cách mày làm cho bố mày thôi. Bất chấp thì nó cũng thành công mà. Nhưng mà khi mà cạnh tranh nó tăng thì nó thấy hình như không đúng. Bởi vì nó cống hiến bao nhiêu thì nó phá bấy nhiêu. Vì nó là con người chứ không phải con vật. Vậy thì bây giờ sang giai đoạn 2. Nó là 1930 với nhau thuyết. Các chị biết nó đổi một cái là công ty nó cạnh tranh, nó đè nó khác. Đến 1940 trong cái thập niên này thì nó quan điểm lãnh đạo này, đó là lãnh đạo là khả năng gây ảnh hưởng. Nó là tiền thân của khái niệm, nó giữ đến tận ngày nay là khả năng gây ảnh hưởng chứ không phải khả năng áp chế. Thấy chưa? Khả năng gây ảnh hưởng
chứ không phải áp chế. Nói một cách khác, lãnh đạo là khả năng tương tác. Khả năng tương tác giữa các đặc điểm cá nhân khác nhau, quan niệm khác nhau, tâm hồn khác nhau. Họ là người chứ không phải là vật, không áp chế. Thấy chưa? Nó là tương tác giữa các cá nhân đặc điểm khác nhau mà mình có tính trội. Trường Doanh Nhân PR.